con đậu đại học rồi. Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ. Con xin giới thiệu ba mẹ, đây góc học tập của con. Ba mẹ thấy đẹp không? Ba mẹ ở nhà có khỏe không? Con trên này nhiều bạn mới lắm. Ba mẹ biết không, lâu lâu á con chạy xe đi khám phá đường phố, cảm giác thích lắm ba mẹ. Con không đi học, làm như đi xuất ngoại không bằng. Không. Ê Tèo, nhậu mày. Chơi. Máy hết pin rồi mẹ ơi, nói chuyện nhiều nóng máy. Đây nè, đây nè. Đây nè. Sao giờ này con nó chưa về nữa không? Rồi sao kỳ ta, sao nó về trễ như vậy ta? Trời sao mà biết không vậy? Đồ ăn mà ông đem bỏ xuống đất, sao con nó về nó ăn được? Thằng Tèo về kìa bà. Tèo. Ba. Mẹ. Con đi đâu mà lâu quá vậy, giờ này mới về? Ba mẹ có đem cái món khoái khẩu của con lên đây, chắc là trên này thèm dữ lắm phải không? Thôi mẹ con mình đi vô phòng đi. Đi vô con. Dạ. Mai á, ba đưa con đi sửa điện thoại đi kìa. Cứ máy nóng lên á là nghe không có rõ gì hết á. Ba đã bảo rồi, cứ hết tiền á thì gọi về nhà. Ba mẹ cũng không có dư giả gì, nhưng mà cũng lo cho con á, được bằng bạn bằng bè được mà. Hư điện thoại á thì cứ nói ba cho tiền sửa nha con. Máy hết pin rồi mẹ ơi, nói chuyện nhiều nóng máy. Con xin lỗi ba mẹ. Con hứa với ba mẹ từ nay con sẽ chăm lo học hành, không phụ lòng công lao của ba mẹ nữa. Con trai ngốc của mẹ, lớn mà còn nhõng nhẽo nữa à. Thank you.
đừng ham chơi đua đòi nữa nha. Dạ con biết rồi mẹ. Con cố gắng nha, bây giờ ba mẹ đi về. Dạ ba mẹ về nha. Đi ba. Ba hả? Mẹ hả? Viettel, khi công nghệ tiến lên phía trước sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.